Sáng tôi đang ngồi coi tivi ra đi. Nó cố lấy cái tay nên nó gặp. Mình đi mua cái khung hình một đống để gắn trên cái cầu thang đó. Mà Target nó bán quá mắc. Mười mấy đồng cái, em còn một đống luôn. Mười mấy đồng cái thôi mắc. Đang đi tìm mua playlist đó. Một set, một bộ. Áo này mới mặc lần chật rồi. Ui, phun nước miếng. What do you call Jaden too? Nên đeo ý cho nó. Mommy, it's a season. I take a picture with Goofy. Hả? And blue. When? Nice. Jaden. Donald. Almost done. Yeah. Jaden chơi game. I said freeze, mommy, don't move. Why? Daddy, I told you. Nhớ hoài cái ngà này, lúc anh với chạy vô, hai bố con đứng ôm nhau á, mơ luôn với nhau. Jay, yeah. Jay nói, how we say oh my god in Vietnamese? Trời ơi. Huh? Trời ơi. No, trời ơi. Trời ơi.